Kính bạch sư, người tại gia như con chưa quy y Tam Bảo, nhưng phát nguyện ăn chay và giữ năm giới, tập thiền quán 16 hơi thở mỗi tối trước khi ngủ. Có được gọi là đã quy y Tam Bảo không hay phải đến chùa quy y theo hình thức mới được? Con tu học pháp môn tịnh độ tại nhà, mong sư chỉ dạy kinh sách nào người tại gia cần thọ trì đọc tụng để tăng trưởng giới định tuệ. Vì có quá nhiều kinh điển không biết bắt đầu từ đâu, con bâng khuâng không biết có nên đi xuất gia hay không, hay tự tu tập ở nhà, vì con 25 tuổi còn độc thân, còn cha mẹ hơn 60 tuổi ở nhà tu học, tự lên mạng học hay nên đi xuất gia, mong sư cho con lời khuyên. Thưa quý vị, sư nhớ là mình có một cái dòng thiền là dòng thiền Quên Ca rất là nổi tiếng khắp thế giới. Dòng thiền Quên Ca có một cái đặc điểm, đó là bất kỳ tôn giáo nào cũng có thể được hướng dẫn thực hành tứ niệm xứ. Rồi đương nhiên là phải giữ gìn năm giới. Và ở đó thì không có bắt buộc là người ta phải quy y Tam Bảo. Đó. Và do đó có rất là nhiều những cái tôn giáo đến để mà học thiền với cái dòng thiền Quên Ca này. Điều đó có nghĩa là họ vẫn hoàn toàn có thể mang cái niềm tin đối với tôn giáo của họ và họ thực hành thiền tứ niệm xứ. Cái chuyện, những cái vấn đề ở trong đó thì sư không có muốn bàn ở đây. Nhưng cái sư muốn đề cập tới là gì? Có những người ngoại đạo, họ nghiên cứu Phật giáo, thậm chí là họ thực hành theo Phật giáo, mà họ vẫn hoàn toàn tin tưởng nơi tôn giáo của họ, thì họ đâu rõ ràng, họ đâu có quy y. Cho nên cái chuyện mà quý vị phát nguyện ăn chay, bản thân nó cũng không phải là cái gì nó tu hành ở đây hết. Huống chi là cái chuyện giữ năm giới, tập thiền quán 16 hơi thở. Quý vị không quy y thì quý vị vẫn không phải là người quy y Tam Bảo. Tại vì cái chuyện quý vị làm đó, một người theo đạo Chúa, một người theo đạo Hồi, một người theo cái đạo nước sôi nước lạnh, họ vẫn hoàn toàn họ có thể làm được. Và họ vẫn, họ thành thực hành xong rồi thì họ vẫn lạy Chúa, lạy Thánh A-la bình thường. Cho nên điều đó không nói lên cái chuyện là quý vị đã quy y. Rõ ràng, điều đó hết sức rõ ràng. Cho nên là đừng có nghĩ cái chuyện mình quy y nó chỉ là hình thức. Bởi vì cái việc là mình tự mình tuyên bố Bức Thăng Sarang Gắt Cha Mí, tôi xin quy y Phật, bản thân cái câu tuyên bố đó nó rất là quan trọng. Bởi vì nó có chủ ý, mình phải có chủ ý đó mình mới tuyên bố được. Còn nếu không thì cũng giữ năm giới, rồi cũng thực hành thiền hơi thở, rồi về vẫn lại Thánh A-la thôi. Còn cái chuyện mà quý vị tu cái pháp môn tịnh độ tại nhà thì thôi, bây giờ quý vị muốn phát triển giới định tuệ, và bây giờ quý vị nó có quá nhiều kinh điển thì rõ ràng mình chưa có được cái nền tảng Phật pháp. Sư chỉ nói cái đơn giản nhất cho quý vị, bởi vì sư chịu trách nhiệm với những gì sư nói. Cho nên là bây giờ ở trên kênh của sư có những cái lớp là Phật pháp nền tảng, Phật pháp căn bản, làm ơn làm phước đi học dùm sư một cái. Có kiến thức giáo lý rồi cái gì nó cũng dễ nói chuyện hết trơn. Còn khi mình không có kiến thức giáo lý, bây giờ sư nói thì quý vị lại băn khoăn không biết ông này ông nói đúng hay nói sai, căn cứ vào đâu, tùm lum tùm lá hết rồi, kinh tạng có quá nhiều, bây giờ như thế nào? Học giáo lý dùm sư, đi học dùm sư, học trước mắt. Học hai cái lớp, lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nền tảng, học xong chưa thấy thỏa mãn thì mà sư thấy là học qua lớp Phật pháp nền tảng là đã đủ rồi đó. Nhưng nếu như chưa thỏa mãn thì học qua lớp kinh hạnh phúc này. Học xong lớp kinh hạnh phúc, học tới cái lớp những lớp kinh tạng ở trong kênh YouTube của sư, trường bộ là trung bộ tương ương tăng chi. Học đi, mình có kiến thức giáo lý rồi mình không có phải thắc mắc, không phải lo mấy chuyện này đâu. Còn cái chuyện đi tu thì sư xin thưa, cái sư quan trọng, dù quý vị tại gia hay xuất gia, mình tu đúng đường nó vẫn tốt hơn. Còn bây giờ quý vị đi xuất gia thì vẫn được thôi, mà mình xuất gia một cái chỗ mà nó tu tầm bậy tầm bạ,
nó dạy một cái đường lối tùm lum tùm la thì nó cũng uổng đời tu quý vị. Mà quý vị tại gia mà quý vị cũng thực hành theo một cái đường lối là sáng sáng Ala, chiều lạy Chúa thì cũng vậy thôi. Cái vấn đề là mình có tu đúng hay không, tại gia hay xuất gia, điều quan trọng nhất và quan trọng đầu tiên là mình phải xác định con đường mình đi đúng trước cái đã. Còn con đường mình không đi đúng thì mình có tại gia hay xuất gia là mình cũng cứ Ala Chúa, không dính dáng gì tới Phật hết trơn. À, quý vị đi học giáo lý giùm sư, khi quý vị học giáo lý một cách đúng đắn, quý vị sẽ hiểu tại sao sư nói như vậy. Và không biết vấn đề này thì Đức Tuệ Tường có lời chia sẻ như thế nào? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Đại Đức Hành Tuệ nói thì sư cũng khá đầy đủ ở đây, sư chỉ là những một cách vắn tắt nhất thôi nha. Đại Đức Hành Tuệ trả lời đầy đủ và sư cũng đồng ý với quan điểm đó. Thì đây vị này hỏi là có được gọi là quy tam bảo không, thì rõ ràng nghĩa là nếu mà chỉ là trai với giữ đâm giới thì đâu thể gọi quy tam bảo. Thì cái vế sao vị này hỏi là phải đến chùa quy theo hình thức mới được, có nghĩa là thưa quý vị, cái theo sự đoán nghe có vẻ có lẽ một số, có thể là vị này hoặc là một số vị mình vẫn chưa, giống như Đức Hành Tuệ nói đó, nghĩa là mình vẫn chưa có cái kiến thức nền tảng, mình chưa vẫn chưa thực sự hiểu được cái ý nghĩa cao thượng và thậm chí là thẩm thâm vi diệu của cái việc mà quy, bởi vì cái việc quy nó thiêng liêng lắm. Ngay cả bây giờ quý vị đi đến chùa, quý vị quy và quý vị có cái bằng, theo sư biết nha, là bây giờ quy y xu hướng hiện nay là một số chùa cấp cho quý vị một cái bằng đóng khung đó, à đã quy y như vậy đã vậy đó, à, có đóng mộc tròn đàng hoàng, chữ ký của cái vị viện chủ đó, quý vị treo lên như vậy. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị là chấp vô những cái hình thức đó, quý vị cho như vậy là quy thì vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của quy đâu. Cho nên cho dù đi chùa, quý vị đến chùa này, đến vị thầy kia, đến một cái hội chúng chư tăng đó, quý vị nói quy, nhưng mà rồi khi mà mai này người thân quý vị, bạn bè quý vị, người thân trong nhà hay thậm chí có những người khác, người bạn đạo ngoại đạo quý vị hỏi ủa anh hay là cô quy y là sao, ý nghĩa quy y là sao, rồi tâm, rồi quy y, quy tam bảo là gì, Phật bảo là gì, pháp bảo là gì, tăng là gì, mà tại sao phải quy, tại sao phải quy nha, rồi quy để làm gì và quy y được lợi ích gì, thì mình ú ớ đó, mình nói không được, rồi mình nói nó lạc đề, mình nói nó lan man, nó không có đi vô trọng tâm, không? Thì quý vị phải nên cẩn thận, như chừng lúc đó mình đang chỉ là quy về mình có cái hình thức thôi, rồi là có tiếng nhưng mà không có miếng, không? Nên một lần nữa là cái việc mà quy, quý vị đầu tiên quý vị phải nắm rõ, mà muốn nắm rõ thì phải học Phật pháp căn bản, nó bắt buộc. Thì khi quý vị mà nắm được pháp căn bản, hiểu được quy y, thì cái việc mà quý vị quy y ở chùa hay bất cứ đâu nó không còn quan trọng. Rồi cái câu hỏi thứ hai là vị này hỏi là con tu pháp môn tịnh độ tại nhà, môn sư chỉ dạy kinh sách. Này cái riêng bản thân sư đây nha, riêng bản thân sư thôi, tôi trả lời riêng bản thân, riêng theo cái cách trả lời riêng sư thôi. Thì quý vị đã tu theo pháp môn tịnh độ á, thì quý vị phải chịu khó nghiên cứu pháp môn của quý vị đang tu. Còn như bây giờ quý sư tu bên giáo Nguyên Thủy hay là giáo Nguyên Nam Tông, không, dựa vào tập đại kinh điển Bali, ví dụ quý vị ở đây quý sư đưa ra cho quý vị cũng đôi khi lại nó chổi nhau nữa, không? Cho nên là đó, cái câu trả lời thứ hai là sư như vậy, không? Nên muốn giúp quý vị mà cũng không biết giúp sao, thì quý vị tu theo pháp môn của quý vị đang chọn. Rồi câu hỏi thứ ba là sư cũng một lần nữa sư nhấn mạnh là sư hoàn toàn đồng ý và rất đồng ý với quan điểm của Đức Hành Tuệ là sao? Là khi mà mình nói mình tu á, đầu tiên
mình á, từ bản thân mình á, mình có phân biệt được đâu là chánh, đâu là chánh, đâu là tà không cái đã, đâu là đúng hơn, đâu là sai không cái đã. Nghĩa là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên á, mình tu nghĩa mình đọc sách đó đúng hay là sai, rồi cái vị thầy đó đúng hay là sai cái đã, không có đúng là Phật dạy không, hay đúng hay là không đúng Phật dạy không, không có đúng là kinh điển không hay là không đúng kinh điển. Cái điều kiện ưu tiên đầu tiên tiên cái đó có đã, đã. Rồi quý vị hãy nghĩ đến những cái điều mà nó tạm gọi là những điều mà nó đi, nó tiến xa hơn trong cái sự, trong cái sự phát triển đời sống tâm linh quý vị, hay là phát triển cái đời sống nội tâm quý vị. Tại vì như đứa anh Tệ nói, nó cũng đồng ý, nghĩa là khi mà cái khái niệm chữ tu quý vị nó còn mơ hồ, nó đã mơ hồ rồi, quý vị không phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, đâu đúng đâu sai rồi, đâu là pháp, đâu là phi pháp rồi, vì không đủ năng lực như vậy rồi, thì làm sao quý vị biết, là biết chọn mình là mình nên tu tại nhà hay là nên xuất gia hay là tu trên mạng, đúng không? Ví dụ tu tại nhà mấy vị tu đúng như hiện tại nói là xung đồng ý, rồi quý vị ngay cái vị xuất gia đi, vô đi vô chùa không, mà quý vị vẫn ví dụ coi bói, xem tướng, xem phong thủy, bắt ma bắt quỷ, đúng không? Rồi mê tín dị đoan, rồi thờ thờ lửa, thờ thần này thần nọ, quý vị đang 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 đắp y trên hình tướng của vị xuất gia, quý vị nghĩ thế nào? Cho nên cuối cùng, trước khi kết thúc toàn bộ hỏi này, với gọi một chữ tu là điều quan trọng nhất, là phải có kiến thức, phải nghĩa tu đúng rồi nè, phải là đúng rồi, đúng tay đúng chánh pháp rồi nè, đúng đâu là Phật dạy rồi nè, mà muốn đúng là gì, như là Đức Thanh Tại nói đó, là phải học thưa vị, phải học giáo lý Phật pháp căn bản vững vàng vững chắc nha, đừng học một cách hời hợt nha. Thì khi vị nắm vững được, quý vị sẽ hiểu rõ được mình cái gì mình nên làm, cái gì mình không nên làm. Em xin kết thúc câu trả lời đây. Cảm ơn Đại Đức Đời Thường. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.